rồi ok à, nói qua một xíu trong lúc các bạn à, đợi các bạn vào xem nhá thì vẫn là nội dung cũ là chúng mình sẽ có mở chương trình thi thử GOPT online miễn phí ở trên app và web Dũng ngô đi thì à, các bạn thực ra là phần này mình đã có chạy từ tuần trước rồi không biết là các bạn nào vào xem chưa hoặc và thi chưa thì à, mình sẽ có cái đề và mình sẽ có bám sát nhé Bám sát 95% đề thi thật Và có kết quả ngay sau khi thi cái này Chắc là các bạn đã từng trải nghiệm mình sẽ cũng biết rồi đúng không nào Hay, Và mình sẽ có giới thiệu một số tính năng mới của phần thi thử này ha Rồi ok Đầu tiên chúng mình sẽ có bảng xếp hạng nhé Cái này thì nha, mình nhớ là lần trước mình cũng có rồi đó à, Bảng xếp hạng thì sẽ là bảng xếp hạng top 100 nhé bạn ừ, Rồi mà chúng mình sẽ cùng nhau xem xem là ai là người có số điểm cao nhất ở đây đó, và mình sẽ có 100 người cao, có điểm cao nhất từ N5 đến N1 sẽ được hiện sẽ được hiện ở trên bảng xếp hạng này được chưa nào tiếp theo là mình có một đây đây sẽ là một cái ứng dụng khá là mới là sơ đồ đánh giá kỹ năng đó, sau khi các bạn làm thì nhiều khi ở cái phần điểm á, mình cũng chưa biết được rõ đúng không? Bởi vì kanji từ vựng và ngữ pháp. Cuối tuần này có thi thử không ạ? Có nha, có nha, tâm sáng. Hãy chắc là tuần này vừa rồi chưa vào thi đúng không? đây là một cái phần khá là mới tại vì các cái kỹ năng kanji từ vựng ngữ pháp thì nó sẽ cho vào một biểu điểm. Thế nên nhiều khi các bạn cũng không biết được rằng là cái phần nào của mình đang bị yếu. Thì với cái sơ đồ này các bạn sẽ có thể nhìn thấy ngay đó là những cái kỹ năng năm kỹ năng là nghe hiểu, chữ hán, từ vựng, ngữ pháp và đọc hiểu. Nhìn một phát là sẽ thấy ngay mình đang yếu ở phần nào và mình sẽ cố gắng là tập trung để ôn cho phần đó nhé Được chưa ạ? Hãy gì Uh, tiếp theo chúng mình sẽ có ok cái phần này cũng là phần khá là mới là sau khi các bạn làm bài xong rồi thì không chỉ là kết quả mà mọi người sẽ có thể xem lại bài làm của mình là mình sai ở câu nào mình đúng ở câu nào đúng không nhiều khi làm xong rồi có điểm rồi mình vẫn hơi thắc mắc bổng rồi mình sai ở đâu thì đây mình sẽ có thể xem lại cho mình nhá được chưa và cuối cùng thì cũng là một cái tính năng khá là mới là theo dõi kết quả sau từng đợt thi tổng cộng của chúng mình có 5 đợt thi chào quý sang Trời đất ơi, sao tuần trước Thứ bảy tuần trước không vào, nó vào mỗi tí buổi, buổi cuối đúng không? Vì sao? <laughs> tuần trên thi được 81 điểm đến ngày thi có khả năng đỗ không ạ? À? Em yếu đọc hiểu 81 điểm thì chứng ra nếu mà để gọi là đỗ nhá Thì các bạn vẫn còn khoảng 9 điểm nữa Thì với 9 điểm này phần đọc hiểu hoàn toàn thể bứt lên được Nếu mọi người chịu khó tập trung đọc Đọc hiểu, mình phải xem nhá Vấn đề đọc hiểu của mình là không kịp thời gian hay là không dịch được câu hay là không đủ từ vựng nó sẽ có rất là nhiều vấn đề ở đây. Đó, nếu mà về vấn đề thời gian thì mình có thể cân chỉnh cho các cái thứ tự làm bài, đảo từ dưới lên chẳng hạn. Thì mình có thể ăn chắc ở những cái bài dễ. Đó, để không bị mất điểm những bài dễ. Còn nếu mà vấn đề về dịch thì mình lại cần phải luyện tập dịch nhiều. Và nếu vấn đề về từ vựng thì phải mình phải trau dồi thêm từ vựng. Nhưng mà mình nghĩ với 9 điểm thì hoàn toàn có thể nha các bạn, không có vấn đề gì hết nha. Rồi, hãy được Và cuối cùng thì chúng mình sẽ có uh, theo dõi kết quả sau từng đợt thi mình sẽ có tổng cộng là 5 đợt thi và sau mỗi đợt mình sẽ nhìn thấy được điểm số của mình đang có xu hướng tăng hay giảm. Nếu mà giảm thì phải phải gì ạ? À? Phải ngó ngay xem mình đang yếu ở phần kiến thức nào và mình ôn tập nha. Để nói chung là từ giờ đến lúc thi thì không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng mà hoàn toàn có thể giúp các bạn có thể bứt tốc nếu mọi người hàng ngày đều luyện tập chăm chỉ ha. Rồi ok, hãy à, 30 người cùng xem rồi chúng mình sẽ bắt đầu với phần hôm nay nhá À quên chưa ạ <laughs> À đây, mới đây Tâm có hỏi là tuần này có thi thử không thì mọi người sẽ nhìn lại giúp mình một lần nữa nhá Đó là uh, thời điểm các đợt thi on thi thử on, uh, thi thử online của mẹ nhá Thì mình sẽ có 5 đợt, đợt vừa rồi chúng mình đã hoàn tất rồi Đó chính là ngày 7 tháng 6 và ngày 9 tháng 6 là mình đã xong rồi Tiếp sắp tới chính là cuối tuần này ạ, được chưa ạ? sẽ mở bắt đầu từ 19 giờ tối thứ sáu nhé và sẽ đóng cổng thi lúc 13 à, 23 giờ 59 chủ nhật. Tức nghĩa là mình sẽ có khoảng 2 ngày rưỡi để sắp xếp thời gian vào thi thì cố gắng các bạn nhé. Thi uh, chịu khó thi thử để mình có cái sao ạ? Có cái uh, áp lực về mặt thời gian, cái này rất là quan trọng nha các bạn. Được chưa? hãy long sàng hôm đấy em làm em mải làm thi thử nhưng chưa xong thì tự nộp bài chưa xong tự nộp bài thì một là bị quá giờ rồi đấy chưa ạ khả năng là bị quá giờ rất là cao hai là có thể là cái lượng truy cập lúc đấy nó bị nhiều quá thì có thể nó bị ao ra đấy chưa đấy có hai vấn đề nhá à. còn nếu vấn đề về thời gian là phải phải thật cẩn thận nhé mọi người đề thi n hai nó quá dài rồi nên là nếu các bạn không chú trọng về mặt thời gian thì sẽ bị, sẽ bị liệt đấy ạ à. Uh, em làm thi thử đọc hiểu câu nào đọc kỹ thì sai câu nào khoanh <laughs> Tức nghĩa là đang bị overthinking đấy Tức nghĩa là câu nào đọc kỹ là mình đang bị suy nghĩ quá nhiều Bám sát bài, hiểu chưa? Rồi, và đợt tới đợt 2, đợt 3, đợt 4, đợt 5 Thì chúng mình sẽ có tiếp theo vào những cái tuần cuối tuần nhá Cuối tuần này cho tới cái sát cái ngày thi luôn các bạn Ngày thi của mình là mùng 7 tháng 7 Thì cái cuối cùng này kết thúc vào mùng 6 tháng 7 luôn Nên là không bao giờ là muộn nhá Cho đến lúc thi luôn ạ rồi ok, tiếp tục mình sẽ cùng nhau đến với phần hôm nay ạ, à, sẽ series livestream 8 tuần đếm ngược. Hôm nay chúng mình đã là tuần thứ 5 rồi. Mình còn 3 tuần nữa thôi, mọi người cố gắng nhé. Hãy. câu đầu tiên vào luôn nha. Về các bạn mong chờ phần này hơn đúng không? Hãy. câu số 1, một câu ở trình độ N2, chắc chắn là N2 nha các bạn. Hãy. nào. Em liệt đọc cô ơi, cứu em. Hôm trước đọc hiểu em lụi một mà sai. Hãy. à, hay, yeah, hay. Cảm ơn à, rồi. <laughs> Hôm trước đọc hiểu em lụi một mà sai hết, đọc hiểu mà còn lụi nữa thì dở rồi. Rồi ok. Vấn đề về đọc hiểu thì các bạn phải làm thật nhiều và lúc mà đọc ý đừng có chăm 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 mà đọc hết từ đầu đến cuối không có kịp. Mình sẽ đọc theo từ nhá. Danh từ, chủ ngữ này, danh từ, động từ, được chưa ạ? Và phải bám sát vào cái keyword trong câu hỏi mình đẩy lên cái phần bài bài để mình khoanh vùng Chứ còn ngồi mà đọc hết thì làm sao mà kịp được Rồi ok, quý sản chọn đáp án 2, Long chọn đáp án 2 Đúng là một câu, N2 có khác Rồi, tâm sàng chọn đáp án 2, chúng mình có từ này là y Cô cự nế Hay chữ dị và chữ quốc, cái này thì mình học rồi, đúng không nào Lan chọn 2, tường vi 2, mai sáng 2 Ní bảo Ok, ai biết từ này nghĩa là gì không ạ? Các bạn comment cho mình cả nghĩa từ vựng nhé uh, Ameyuki 2 Quỳnh Sàng chọn đáp án hai Có vẻ chưa đến giờ, sao Mình có 42 bạn xem ha Rồi, ok Ai đó comment giúp mình nghĩa của từ vựng được không ạ? Hai Cái từ vựng này là một từ vựng cũng đã xuất hiện trong đề thi thật rồi nhé các bạn uh, Ok, chưa thấy ai comment gì Cúc Sàng chọn đáp án hai uh, Chủ ngữ mình sẽ cùng nhau dịch nhé Koko wa à, ikokuno Rồi Đáp án chính xác đều chọn chính xác đáp án 2 chỗ nhé. À Ikoku no ga afureru chủ ngữ nằm ở đây ha. Đó, đi bài đọc cũng thế lúc nào các bạn cũng xác định chủ ngữ cho mình. Đó là cái gọi là kỹ năng cơ bản về đọc hiểu từ cái hồi n năm rồi các bạn nhé. Đấy chưa? Không được dịch từ trái sang phải nha. Rồi. À, đây là gì thì đấy là một thành phố tràn ngập cái rô trộ nó sẽ mang nét là à, ok cảm ơn quý và lan giảng cảm xúc bầu không khí đúng không ạ cảm xúc hoặc là bầu không khí với trường hợp liên quan đến thành phố thì mình sẽ dịch nó là bầu không khí nhé. đây là một thành phố tràn ngập bầu không khí của dị quốc tức nghĩa là của một quốc gia khác ví dụ các bạn đi phú quốc chưa nó có cái thị trấn hoàng hôn không vào đấy một cái là cảm giác nó như mình đang ở đâu ạ à? ở một cái khu vực nào đó bên địa trung hải chẳng hạn đó nó sẽ mà cảm giác như vậy nên là bạn đúng sẽ là đi vào ok à, nhìn chữ hán nó sẽ khá là dễ lừa các bạn chữ này thì là chữ tình các bạn sẽ không nhầm được rồi nhưng mà chữ này cẩn thận cho mình nhé nó còn một âm đọc nữa là sổ trong từ ishô Được không nào? Đó thì đây là cái phần để người ta lừa các bạn này ha Hãy chứ câu số 2 Câu số 2 là đáp câu một câu của N3 nhé N3, N4 nữa yeah. N3 nhé Đấy, chắc chắn là ai cũng đúng Một cũng đúng mà Từ đây đọc là rô trộ nhá Trộ trộ Nha, đó, cẩn thận không lại nhầm Hai Rồi, nào, câu số 2 Câu N3 rồi, chắc chắn là ai cũng đúng. Hai, Hà chọn đáp án 2. Các bạn sau khi chọn đáp án thì comment cho mình cả nghĩa của từ vựng nhé. Hai, e, quý 2 tồn tại này, Vi sàng chọn đáp án 2, Lan chọn đáp án 2. không này dễ quá nhỉ. Hai, khoảng à, thanh sàng chọn đáp án 2, Tâm chọn 2 và dịch là tồn tại. Ok hai rồi Huyền chọn đáp án 2 Long chọn 2 rồi với bạn những bạn mà đang N3 đi chăng nữa vào xem like cũng vẫn chọn được câu này đúng không rồi Mai 2 Tuấn 2 à, thơ sáng 2 Ok Quỳnh chọn 2 rồi câu này thôi nhá rồi Ok đi bằng nè dễ quá Anata wa ạ Kami rồi thần linh ha Kami no son dài wo sinh gì đúng không chủ ngữ đây ha bạn có câu hỏi này tin vào sự tồn tại của thần linh không? Chính xác, son dai, tồn tại, trời ơi quá trời dễ rồi Hay, được chưa Mấy cái này thì sai rồi, chữ này là ra dai nhá bạn à, Bác này thì bác ý, cái này là vào son thôi, phải là zon nhé zone thì tùy lúc có, những lúc nó thể biến âm là zon trong từ hồ dôn, chẳng hạn Hồ zon, uh, lưu á Thì có, thế nhưng mà khi mà đợt đằng sau thì các bạn phải biến âm nhá Ok, chị sao bảo Câu số 3 ơi rồi tuyệt vời cúc hãy tuyệt vời các bạn ờ, bạn có tin vào sự tồn tại của thần linh không chính xác ai có số 3 nào chữ hắn này thì thứng ra là mình tính nó là ở n 3 vì chữ này vừa mới xuất hiện na ná ở đề n 3 năm vừa rồi thì phải hả nhưng mà nói chung là n 2 cũng sẽ có thể gặp nên các bạn cứ làm bài nhá rồi vi sản chọn án số 4 ô lan chọn 4 những cái câu dễ này mình đi nhanh ha. Kiên chọn 4 rồi nhĩ sáng à phong sáng phong sáng đó. Uh, ok ạ. Quý chọn 4. Mai chọn 4, ok. Rồi, cúp sang chọn 4 và có dịch là loại lớn. Thanh chọn đáp án 4. Cái từ này là ở N3 ha. Chữ này mình có chữ đại và chữ này là chữ hình ha, chữ hình. Ờ, uh, rồi hương 4, thơ 4, long 4. Hay, ok Tú sang chọn đoàn số 4 Dạo này có vẻ gần thi các bạn về bận rộn ha Ít bạn vào xem nhé Hà chọn đoàn 4, Quy chọn 4 Ok, vậy đáp án đúng của chúng mình Không có đáp án nào khác ngoài đáp án 4 đâu rồi Hay, u nhé à, chữ này đọc là chữ đại Nó có hai âm đọc, một là đại Hai là u Đúng chưa nào Đó, như đây sẽ là âm ô Và bác này có hai âm đọc là kê hoặc là gata, Kata. Nhưng mà đa phần đọc về âm này ha Ô rồi, câu sẽ dịch là gì ạ? Ame ga kyuu ni tsuyoku natte kita. no taifu ga chikazuite iru sou da. Rồi rất là dễ ha. <laughs> Bảo Bình. Rồi <laughs> cái cơ lớn kiểu lớn nhá. Các sẽ dịch là gì ạ? Chủ ngữ đây ha. Ờ ame ga ni là đột nhiên bất ngờ ha. Mưa đột nhiên trở nên lớn hơn, được chưa ạ? À, nghe nói so đã nhớ nhá, very so nghe nói. Nghe nói có một cơn bão lớn đang đang tiến lại gần. Đúng không? Chủ ngữ nằm ở đây ha Na nani ga chikazite Rồi nhớ nhá Ogata kiểu lớn, cỡ lớn nhá Rồi cái okay. cơn mưa đã đột nhiên mạnh lên Có lẽ một cơn bão lớn đang đến gần Hay chính xác Rồi cái đáp án khác thì nó không có cách nói này thôi Mình sẽ qua tiếp với câu số 4 nhá ông bảo Câu số 4 nói chung chữ này thì nó lai lai Ở giữa N3 Và N2 đúng không? Bảo là khó tập N2 là cũng không hẳn à, Bảo mà bảo là, là là, tầm N3 thì nó cũng cũng hơi hơi một chút xíu ha. À, ok, đáp án mấy các bạn nhỉ? Dông bằng câu số 4 nào. Ờ, mình sẽ có một số các cái từ vựng ở trên bảng mình cùng nhau xem furigana của nó nhá. Tên là utsukushi đúng không? me ga nhé. Hay quy chọn một hương chọn một trang một uh, mai một quý 1. Joke. Hay vi chọn đáp án số 1. Rồi, Tú chọn đáp án 1 Hãy, rồi Hà chọn đáp án 1 Tâm chọn đáp án số 1 Quá dễ đúng không mọi người? Hôm nay vẻ đơn giản ha Long chọn đáp án 1 Từ dịch là gì các bạn nhỉ? Lan, à, Hương Lan chọn 1 Tuấn chọn đáp án 1 Diệp chọn đáp án 1 Cái có nghĩa là gì các bạn? Dô kể, đúng không? Hà, Điệp sang chọn đáp án 1 Cúc chọn 1, dô kể Đáp án chính xác, đáp án số 1 Rồi Đức sang cũng chọn đáp số 1. Rồi ok. Từ này nghĩa là gì ạ? Hay. ở ke ga me ni ukanda. Hay. À rồi cảm ơn quý sàng Quang cảnh cảnh sát hoặc là đơn giản là phong cảnh thôi nhá. Vậy thì chủ ngữ sẽ làm từ đây ha. Được ạ, à? được chưa ạ? Phong cảnh tuyệt đẹp đã mê là mắt mình. Ukanda, ừ, cự nó là nổi ra nhưng có đừng có dịch là nổi ra trong mắt nhá mà sẽ hình dịch là hiện lên được chưa? Một cái phong cảnh tuyệt đẹp đang hiện lên à, trong mắt mình đó, được chưa? Rồi, uh, những cái đáp án khác thì mình sẽ thấy là chữ này sai vì không có trường âm này. em uh, này nó không đọc là e, đọc là k. Rồi, và chú ý cho mình có cái từ kê shiki nhá, bạn phải để ý cái cái từ đấy cho mình nhá. Cái từ phong cảnh cảnh sắc á trông nó dễ vậy thôi nhưng mà cẩn thận lại thêm thêm y vô là sai á. Rồi ok, hay. Rồi đập vào mắt tôi cũng được. Hay ha. Rồi ok, tiếp. 5 ban, okorareta. Okorareta. Từ này tính là n mấy ta? N3 còn nào, mình tính nó là n3 đi. Bởi vì nghĩ nó khá là dễ với các bạn ha. Rồi ok. Đấy, nào, các bạn mấy đấy ạ? Mình sẽ có một số từ vựng N2 ở đây ở từ này. Đó, từ này phải nhớ nhá. Shigeki Rồi, thơ sàng chọn một Hương chọn một Tuấn một Vi một Mai một Dễ quá nhỉ, nay để dễ quá ha Hãy uh, Tâm chọn đáp án một Trang chọn đáp án một Hay, Phong chọn đáp án một Rồi, ok uh, tiến sàng chọn đáp án một thôi từ này chắc khỏi phải dịch luôn đúng không vì nó quá dễ rồi ha cốc sàng chọn đáp án số 1 ừ. Uhm. điệp chọn đáp án một rồi À, rồi chính xác ạ à. tức giận được chưa vi sàng chọn có dịch nghĩa cho mình nổi nóng rồi ok long sàng gì là nổi nóng trang chọn án một hãy chính xác đáp án đúng của chúng mình sẽ đáp án số 1 không có gì bàn cãi cả, cả vì câu này nó quá dễ rồi okuru okuru nó mang nét là tức giận được chưa tuy nhiên trong trường hợp này các có thể có thể dịch là trách mắng cũng được nhá Sensei ni okurareta no ga shigeki ni nari Sono tụ kare wa majime ni shite iru Mình sẽ có hai về đúng không nào Chủ ngữ nằm ở no này nhá Đúng chưa? No cả Cái việc mà bị giáo viên trách mắng đúng không Đã trở thành cái sự kích thích với anh ấy Hoặc là anh ấy đã bị kích thích bởi cái việc là bị giáo viên mắng Thế nên là sau đó đúng không Chủ ngữ đây ha Anh ấy đang học hành rất là chăm chỉ Được chưa? Nghiêm túc nhá Okura Rồi đó. thì mặc dù mình biết nó là tức giận này nhưng mà thỉnh thoảng á Các bạn có thể biến tấu nó dịch một chút khác một chút cho nó hợp lý với nghĩa câu nhá Ngoài ra thì bác này nếu mà nó ở dạng danh từ thì nhớ có âm đọc nữa là ikari nhá Nếu mà ri thì sẽ là ikari nhá Rồi, trên số 2 đọc là shikaru Shikaru, mắng mỏ, đây là mắng luôn này Số 3 là xảy ra đúng không? Ô kì rử, cô Thức dậy, xảy ra Số 4 mình đọc là hạ Ha ờ, đo, đúng không ạ? Đo nhá. Hãy chứ kìa, câu số 6, đọc cứ bảo. Ôi trời, câu này cũng dễ, đúng không? Dịch sai nào. Nửa mấy ta? Ừ, mình lại cho nó lai like, lai like đi khá. Câu khó N3 và câu dễ N2, đúng không nào? Hãy. Đáp án là gì các bạn nhỉ? Ừ, uhm, từ mới thì mình đang nhìn là không có nè, không có. Lợi xuân rất nhanh, đáp án số 1, ok. Sơn Sàn chọn 1, thơ Sàn chọn 1. Câu này dễ nhỉ. Hay. Tâm Sàn chọn đáp án số 1. Rồi, tường Vi chọn 1. Hay. Đó, à, quý Sàng chọn đáp án 1 và có dịch cho mình là thực tế đúng rồi. Cái từ này cũng quá trời dễ rồi. Cúc chọn đáp án 1, Vinh chọn 1 thực à rồi. Vương Hà chọn đáp án số 1. Châu Sàng chọn đáp án số 1. Ừ, hôm nay có vẻ có vài bạn mới này. Ngọc Sàn chọn đáp án 1 ha. Rồi ok, câu này N4 Ok, câu này N4 luôn <laughs> Rồi tuyệt vời Hãy rồi, ê, Huyền chọn một, Đức chọn một, Thủy chọn một, rồi cái Thùy của mẹ, Thùy chọn một, Lê Diệu Lê chọn một. Hãy đáp án đúng chính xác đáp án, ơ mẹ ấn nhầm thôi. Đáp án số 1 ạ à, nhá, dịch sai. Thứ nhất là này nó khá là dễ đấy. Ví dụ như mình mà cho đề thì mình sẽ lửa chữ này, nhá. một số cái chữ rất là giống, đúng không ạ Đúng không? Rồi chủ ngữ mình sẽ có đầu tiên đó là gì ạ? Chủ ngữ ở đây đúng không nào? Bức à, cái cái phong cảnh mà từ chỗ này á ở trên ảnh thì nó sao ạ? Rất là kỳ đẹp, rất là đẹp, đúng không? Thế nhưng mà nhưng mà khi đúng không? Đến thực tế thì mới thấy là số điểm mùa này không đến mức như vậy, đúng không? Không phải vậy nhá. Dịch sai thực tế là đáp án. Một ok, <laughs> rồi ơi tôi nhanh hơn đi dễ quá hả? À, quay lại các đáp án khác là chữ này vừa nãy gặp đọc là dai nhá. Chữ này là sai nhá. Chữ này đọc là yo. Thế. Hey. Ok. yo, Chữ này là trong chữ sát sinh đúng không? Sạ. Hả? Rồi ok, tiếp. Lá nắp vào, dễ quá, dễ, dễ quá trời Hay, rồi Câu số 7 nào Đấy Có vẻ nay nhiều câu dễ, mọi người muốn nhanh hơn đúng không Như ta cọ, rồi câu này N3 nha Khỏi không bàn cãi gì hết N3 Rồi, xoay chọn đáp án số 2 Tâm chọn đáp án 2 ừ. Thơ chọn đáp án 2 Các bạn có cố gắng là dịch cho mình câu thì càng tốt nhé Đấy. Dịch câu hoặc là nêu cho mình nghĩa của các cái bác này ha. Rồi uh, vi cho đáp án 2, quý chọn 2, phong phú lôi bảo chọn 8, tuyệt vời lắm. <laughs> rồi ý là câu này phải qua đi cô câu 8 mới mới khó hơn đúng không? Trang chọn 2, rồi của Tuấn chọn 2, à, uh, Trang Trần Huyền chọn 2, phong phú. Toàn N3 không nè. Có vẻ đề này hơi dễ hả Rồi Vinh Sàng chọn đáp án 2, rồi có phong phú đa dạng. Rồi ok, next luôn nha. ta cả chính xác đáp án số 2, không bàn cãi gì rồi và các bạn cũng có dịch cho mình là phong phú giàu có rồi nhá. Rồi. À cô sẽ dịch là gì đây ạ? Taberu mono ni komaranai yutakana kuni ni umareta koto kansha shinakereba với những câu không có chủ ngữ thì mình dịch từ dưới lên nhé Phải làm gì đó đúng không? Phải biết ơn, biết cái gì? Cái việc mà được sinh ra ở một đất nước giàu có, phong phú mà không gặp khó khăn trong vấn đề lương thực đúng không? Cái đồ ăn đồ uống đó. Rồi, Yutaka ta cả Đáp án 2. Từ từ cho dễ nhớ ạ à. Rồi, <laughs> với bạn là mấy cái từ câu này Nó khá là dễ, chữ này ngoài ra âm đọc Còn là âm đọc là hô nhá Trong từ hô phự nè, đúng không nào Rồi, chốt số 1 này là chữ phú, đọc là phự Hoặc là có âm đọc khác là thốm Mà nét là nhiều Giàu, ấy mà là giàu sẽ hiểu là nhiều nhá bạn Rồi, chữ số 3 Chữ này là chữ nông, đọc là nô no". Trong từ nô no", kiểu đúng không nào né. Và dưới cùng số 4 mình có âm đọc là Thả đi được Ngoài ra mình có âm đọc là gì nhỉ? Sục cự này. Ha? Ok. Rồi căn bậc bạc của 8. Phải biết giờ khi sinh ra tại một quốc gia giàu có không gặp khó khăn về lương thực. Rồi, tuyệt vời. Hai. Đó. Rồi câu số 8, để chưa ạ? Câu số 8. Rồi, câu này tính là thứ hai đi. Mặc dù nếu mà các bạn biết loại trừ nó cũng khá là dễ thôi. Ha? Rồi ok. Đó, mình sẽ cố gắng nhá. Mình bắt đầu từ những cái câu đơn giản đã. Sau đó thì khi mình biết cái cái nagare trong cái câu dịch rồi thì mình sẽ đến những câu dài mình sẽ biết ngắt ở đâu nhá. Ừ, được chưa ạ? Rồi, ê Rồi đáp án. Lan chọn 3, Vi chọn 3, Quý chọn 3. À, ok. Ba, Rồi. Kiên sản chọn đáp án 3, Trang sàng chọn ba Xuân chọn đáp án 3. Hai. Căn bậc hai của 9. Ủa nó rốt toán. Các bạn rốt toán nhé. Yeah. Thực ra nói thế nhưng ngày xưa cũng giỏi toán lắm nhưng bây giờ kiểu phụ thuộc vào cái máy tính quá rồi. À, rồi. À, Long chọn 3 tác giả rồi Vi chọn đáp án 3 là okay. Vi giới thiệu cho mình là người viết Thơ chọn 3, Châu 3, Trang 3 Ok, Diệu sẵn chọn đáp án 3 Và đáp án không gì khác ngoài đáp án 3 Sao mà đẹp nhé Châu sẵn nhé rồi chữ này là chữ chứ Chữ chứ có một cái âm đọc mà có một năm xuất hiện rồi là ichi Các có thể nhớ từ này nhá ichi jirushi. ha được chưa nó mang nét là đáng kể đó nó có một năm nó xuất hiện cái từ này thì lại nhớ nhé rồi dịch câu nào châu xả là tác giả chủ ngữ năm từ đây đúng không nào à, tác giả cuốn tiểu thuyết này rồi mình sẽ nhìn về phía sau mình đang có cấu trúc Nagara là vừa vừa ha vừa nghe nói này Nghe nói vừa viết tiểu thuyết vừa đang làm cái công việc đó là nhân viên ngân hàng Rồi chấm hết ạ à. Các đáp án khác số 1 Rồi tuyệt vời cảm ơn Lan Sàng Số 1 đọc là Sạ Cái này các bạn khá là quen thuộc rồi Đúng không nào Hisha thì thường nói về người viết nói chung Còn cái bác này khi đã xuất hiện thì nó sẽ là viết một cái tác phẩm nào đó Nó sẽ là tác phẩm nhé còn nếu mà những cái bài ngắn ngắn ở trên báo trên viết thì mình dùng hít xạ thôi tiếp theo là từ này là sạc cứ sạc nhiều khi các bạn cũng đọc là tác giả Thế nhưng mà nó sẽ hiểu là có thể không phải là sách Mà nó có thể là tác giả liên quan đến tạo ra một cái vật gì đó Cũng có thể là dùng từ sạc sạc cứ sạc nhé Còn số sạc này thì không có nhé các bạn Rồi ok chị à, nghĩ Ok rồi à, Máu qua một chút xíu Đó là đợt trước thì mình có mở lớp VIP 500 luyện đề Nhưng lớp này bây giờ mình đã đóng Đóng uh, tuyển tuyển học sinh rồi không biết là các bạn đã đăng ký ở chưa với những bạn mà chưa đăng ký được thì mình sẽ có một cái lớp đó là lớp online thôi ạ Cái này thì sẽ là học trên khóa online nhá bạn Các bạn sẽ học ở trên web hoặc là áp dụng ngô đi Được chưa? Và nội dung của nó sẽ là chữa đề thi quá khứ GPT. À, cách làm sẽ như thế nào? Các bạn sẽ mỗi ngày các bạn sẽ dành cho mình khoảng 2 tiếng rưỡi Được chưa ạ? Làm đề Làm đề sau đó thì mình có thể vào cái cái khóa này để mình xem chữa bài nhá và nếu các bạn làm được như thế thì từ giờ đến cái ngày thi là các bạn sẽ làm rất nhiều đề rồi đấy ạ Được chưa nào? Đó, thì cố gắng nha các bạn Thì dành cho những bạn chăm chỉ và có sự chịu khó và tự học nhá các bạn Rồi, suy nghĩ Đi tiếp nha <laughs> Dù đâu, đúng rồi, cái này dịch là vừa nhá, vừa Không dịch là dù ha, nagara À Long đang nhớ sao cái nghĩa nagara trong cái nghĩa là mặc dù nhưng đúng không? Nhưng cái này vào đây nghĩa nó không hợp lý ha? Ngoài ra cái mặc dù nhưng này nó hay đi dạng ra gà đà mố nữa nhá. Yeah. Ok. Rồi chuyển sang câu số 9 nào các bạn. Câu phần từ vựng uhm, cái này N2 đi. Mà dù là ở trong phần uh, trong phần từ vựng của mình cũng đã đưa ra cái từ này rồi ha. Rồi Lan chọn đáp án số 3. Sensei cho máy bay đọc âm cân cho tăng độ khó Sensei. <laughs> ô <laughs> ừ, hôm này thực ra là do là cũng hôm này hôm kia đấy có những hôm thì có câu khó không những hôm có câu dễ thế nhưng mà ví dụ một bài mà toàn câu khó các bạn nản ngay <laughs> nó làm thấy sai quá trời thì buồn bã liền ha rồi ok rất nhanh lan ba quy ba tâm ba xuân à, nói chung các bạn đều chọn là lan ba ha quả mân vinh sàng sau này giết à, rồi giết thời gian chính xác giết thời gian nhá rồi trang chọn ba <laughs> Đó, ok Đáp án số 3 3 đúng không ta? Rồi ok Hãy chính xác ạ à. Trang sàng chọn Huyền Huyền đấy Trang Trang cả nó Hãy rồi Thùy sàng chọn 3 Đáp án đúng chính xác Đáp án số 3 Mình có một xét tổ luôn nhỉ Dì ca ngô Cái này ở trong phần từ vựng là có nói đến rồi này bạn Cái cụm này có một năm cũng đã xuất hiện trong đề thi luôn rồi Các bạn hãy nhớ luôn một cụm từ nhé Nói thì là gì ạ? Khai ghi ga hajimaru made 30 phun ijo aru kara shinbun để yonde jikan o tsubuso. Nè, ok. À, <laughs> cảm ơn La Giang. Đến lúc học còn hơn 30 phút nữa cùng đọc báo để giết thời gian. Đó ok, mình sẽ có nét cắt từ đây đúng không? Vì, hả? Vì, nào. Vì, cho đến lúc cuộc họp bắt đầu thì vẫn còn hơn 30 phút nữa cơ Thế nên là mình sẽ giết thời gian thôi đúng không? Bằng việc đọc báo hay là cái gì đó Cái đề mụ này nhá, rất hay xuất hiện trong đề thi Và nó chỉ đơn giản mang nét liệt kê thôi Giống cái câu ngày xưa nở bốn á Ocha demo ikaga Ocha demo irimasen gì đó Thì nó dùng cái này Ha, để kê ha Ê giời năm nay mà nó lại xuất hiện thì lại ngon ăn quá Rồi một tổ một chi là cầm nắm nhá Có cái gì đó Kakeru có thể là mang nét rất nhiều nghĩa Bắt lại có thể là treo này Có thể là gây này Đúng chưa ạ Tomeru là dừng lại nhá Cái này không có gì hết ha Từ bước xưa thì ngoài cái cụm từ mang nét là giết thời gian ra nó Nghĩa gốc của nó sẽ mang nét là nghiền nát đè bẹp đúng không nào Hãy xí ghi Rồi cái câu số 10 Hãy Mong năm nay nó lại xuất hiện Trời đất ơi, mình cũng mong lắm các bạn Nhưng mà đã qua thời điểm này rồi Thực ra mà nói là lượng từ vựng ấy Thì có thể là có thêm nhưng mà không nhiều Đa phần nó cứ lặp đi lặp lại những cái đề cũ Chẳng ra là nó thay đổi câu đâu các bạn Nên là các bạn càng làm nhiều đề càng thực chiến nhiều Thì lượng câu, lượng kiến thức các bạn càng nhiều Nhá Rồi Sơn chọn đáp án 3, Vi chọn đáp án 3 Dung chọn đáp án 3 Các bạn đang chọn được đáp án thì xem cho mình 1, 2 và 4 Những cái đáp án mà các bạn không chọn có nghĩa là gì nha Rồi Vương Hà chọn 3, Huyền chọn 3, Tài Thắng chọn 3 Vi có comment cho mình nghĩa của hàng số 3 là vi phạm này Long chọn 3, Duy chọn đáp án 3 Ok, chủ ngữ nằm ở đây rồi đúng không? Ngày đọc lá Bắc Kinh, nè, Bắc Kinh cũ ha. Yeah. Rồi ok, vi phạm diễm chọn đáp án 3, trang chọn 3, tâm chọn 3. Rồi <laughs> rồi chính xác. Hay nào? Đáp án đúng chính xác, đáp án số 3, ý hằng vi phạm này. Cái này thì các bạn cũng khá là quen rồi cái câu này N3 rồi ha. Chủ ngữ nào? Akisoku ni ihashita bai wa bakkin o harawanakereba naranai. Được chưa? Trong trường hợp mình vi phạm quy tắc Thực ra là nhìn có cái kỳ số cự này thì hầu như chỉ đi để vi phạm thôi Nhé Thế nên là phải đóng tiền Đóng tiền phạt Rồi ok Trường hợp quy tắc thì phải nộp phạt Chính xác ạ Được Rồi Hãy à, Số 1, số 2 và số 4 có ai biết không nhỉ? Số 1, số 2, số 4 à, Một chúng mình có từ này đọc là so y nhé chữ hạ rồi số 3 mình có từ này là, là thai kết sự bốn là thai cổ nhé hãy các bạn biết không ạ rồi số một soi nghĩa là gì nào cái này có những cái năm mà nó cũng ra cái từ vựng này rồi đó rồi soi nó là sự khác nhau chính xác nhé soi là sự khác nhau đấy chưa ạ rồi số 4 là đối kháng ừ dịch là đối kháng cũng được hoặc là mình sẽ hiểu với nét nghĩa là cạnh tranh nhé ví dụ như là nó sẽ là cái sự cạnh tranh của những cái người mà có cái thế lực ngang nhau ví dụ như là kỳ thi đại học hoặc là thi đấu thể thao chẳng hạn dùng cái từ này số 2 là đối sách á hả té đối đầu phải đối sách nhé đối đầu để chưa các bạn ha thai cổ nó không phải là phản kháng đâu phản kháng nó phải là gì ạ phản kháng là gì hăng đúng không nào rồi ơi, rồi câu số 11 đấy thỉnh thoảng lại bảo lại câu này mặc dù rất là dễ chọn thế nhưng mà để các đáp án khác thì nhiều khi các bạn cũng không biết đúng không nào hãy duy chi bằng câu này dễ nha câu này là tính là n 3 đi n 3 vì thực ra là các bạn gặp từ này khá là nhiều rồi hả số so, a đúng rồi số y này nó là cấu trúc ngữ pháp lâm sáng cái so y này là cấu trúc ngữ pháp nó bằng với nhí chỉ gai này nhí so y này chắc chắn là Đấy chưa? Còn nếu mà từ vựng đứng không thì nó mang nghĩa là sự khác nhau Nhá, ví dụ như trong từ số y tên chẳng hạn điểm khác nhau rồi Ok, Lan chọn 2, Quy chọn 2, Duyên chọn 4 Ok, Trang chọn 2, Dung chọn 2 Thực ra các bạn mà chịu khó <laughs> Ok, chịu khó làm những cái bài tiền tố hậu tố này nhiều Thì nhìn câu này phát là nó là câu dễ luôn các bạn nhé Vi chọn 2, rồi Long chọn 2, cảm giác trách nhiệm Ừ, Phong chọn 2, Mai chọn 2. Rồi, cảm ơn Long Sáng. Vinh chọn 2. Sẽ kỳ nhìn gì đó đúng không? Hả? Đó, ok, tinh thần trách nhiệm. Ừ, đó, hai các bạn đều chọn đáp án số 2 đúng không nào? Đáp án chính xác. Ni, ni bảo, sẽ kỳ nhìn cẳng. Ừ, dễ quá trời rồi ha. Kha đều à, mà gì mẹ đây, sẽ kỳ nhìn cẳng gì rồi. Đúng không? Nối câu, chủ ngữ đây. Ha? anh ấy rất là nghiêm túc nghiêm chỉnh đúng không và có tinh thần trách nhiệm rất là rất là cao được chưa được rồi tinh thần trách nhiệm nhá chính xác rồi các bạn ơi chữ căng chữ ai đọc là căng cái căng này thì nó hay liên quan đến quan điểm ví dụ như là uh, nhân sinh quan chẳng hạn hoặc là giá trị quan chi căng cả chi căng này chữ đọc là sinh thì những trong từ cu ki sinh tính tò mò đúng không chữ đọc là c C này thì các bạn gặp khá là nhiều rồi, xem môn C mang tính chuyên môn nhé Ok. Rồi, chị. Câu số 12, ju ni bằng ngoi. Đáp án số mấy đây ạ? À? À, chính xác cảm ơn lao một là quan điểm nhá những cái này thì nó sẽ đi một số các cái cụm từ cố định thôi cạn cứ nhớ một số cụm cố định là được ha câu số 12 hai à, đúng à đúng rồi, quan điểm về kết hôn chính xác đây ạ rồi vi cho đáp án số ba Vi chọn đáp án 3. Thắng chọn 3. Ồ. Tỷ ha. Ừm, Phong chọn 2. Rồi ok. Thủy Thủy sang đó. đó. Sam bảo Vinh chọn đáp án 2, Duyên chọn 3 các bạn đang có sự phân vân giữa 2 và 3 đúng không nào? 2 và 3. Ha. Hai, 3 là 1 2 là cả ngày. Rồi, giặc căng là buổi đêm ha. Rồi Cúc chọn đáp án 3, Long chọn 3 cả ngày, Hương chọn 2 Rồi ban đêm nào Thế thì nhìn vào cái chữ Hán này Rất là nếu các bạn nhìn về mặt chữ Hán là sẽ không đoán được thằng này nha Bác này đọc là diết 周日 có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là cả một ngày bé đáp án đúng trong câu này nó sẽ là đáp án Rồi đấy, có cả người chọn đáp án số 4 đây này Rồi ơi, đáp án số 3 nha số 3 Câu này sẽ là một cái câu kiểu cũng hơi khó một xíu với những bạn không biết đúng không? Vì nó khá là khó đoán thông qua chữ Hán Nhé, rồi, được chưa ạ? Những bạn nào đã sai thì cố gắng là sau này gặp lại mình không sai nữa nha Kono michi <laughs> wa mê tsuko desu Tsuko, tsuko là việc lưu thông Tome de là rừng được chưa ạ? Con đường này, đúng không? Đang cấm cấm xe cộ lưu thông suốt một ngày nhá Nó sẽ bằng với ichinichiju, À, số 1 thì dễ quá cuối tuần này à, Buổi đêm nhé các bạn Và kiểu mà đây cho đến ngày hôm nay ha? Lần đầu gặp xem xe ạ Rồi đó Câu này mới làm để <laughs> Thấy không? Nghĩa là câu này là những bạn nào biết rồi thì mới chọn được Còn những bạn nào mà chưa biết Thì sẽ không đoán được Bởi vì cái chữ Hà nó dễ làm nhầm lẫn Rồi tiếp theo là câu số 13 giữa xăm Câu này N3 Mà N4 Nè N3, N4 dễ quá ma ma rồi năm nay ta câu này là lụm liền <laughs> kể ra nó ra lại nhỉ còn mình vẫn nhớ cái năm covid là nó ra lại đề nó ra lại y như cái bài đọc nhưng mà từ đợt này là nó không còn cái việc lặp nữa rồi nhá Để mong là nhìn lại là nhìn lại nó ở trong một câu khác thôi ha rồi lan chọn ba diễm chọn ba thơ chọn ba quy chọn ba vi cũng đặt uh, vi cũng chọn ba luôn Dễ yêu hết trời nha À chọn bà Ngọc chọn đáp án 3 Rồi Duyên chọn 3 Ha và cứ xe di đài nó xe xe kỳ hoa mama đặt tạ rồi xe xe kỳ nhá thành tích ha được chạm rồi chính mama là tạm tạm bình thường rồi ok chính xác đáp án đúng của chúng mình là đáp án số 3. rồi cái chữ hán này các bạn chú ý mình trường ngâm nhá đó chứ không ở sự thôi nha sư không có rồi phật sự Hay. chủ ngữ sẽ là gì thành tích ờ, mà cái thời còn tôi còn đi học á nó cũng tạm tạm thường thường thôi ha rồi chính xác ạ à. à, các đáp bản khác dối là ở vị trí cao đúng không à, gì ạ à? đây là vị trí thấp đây là không ổn định Cái này không phải rồi ha rồi xong luôn hãy câu số 14 nào Câu số 14 rồi, câu này là hơi khó rồi đấy ạ. Câu này tính là N2 đi. Với những bạn không biết ha. không có chuyện lặp lại đâu đề N2 bây giờ khó bằng N1. Ừ. Nói chung là càng ngày nó sẽ càng khó lên. Đó. Ngày xưa thôi, ngày xưa cái hồi em nhớ Covid thì là nó có lặp lại nhưng bây giờ nói chung là nó càng ngày nó càng khó lên rồi. Ừ, nhá, ok. Suy nghĩ nào các bạn? buồn ha càng ngày càng khó lên điểm thì càng ngày càng càng ngày càng thời gian thì cũng vẫn thấy đúng không lượng bài tăng lên đề thì càng khó hơn nên đòi hỏi việc học sinh phải luyện tập thật nhiều đấy các bạn hả rồi quyết thắng chọn đáp án một nó nghe tên là thấy thắng rồi này oanh sang chọn đáp án ba iku ừ. rồi các khác đâu rồi nhỉ quy chọn đáp án ba rồi đến câu kiểu phải nghĩ nghĩ rồi đấy ạ à. vinh chọn đáp án hai <laughs> em đoán vừa hai nào Uh, thắng lại Đó ok Một này Nga chọn một Trang chọn một Ai giả Rồi ok Duy không biết từ này Mình không biết tiếng Anh Nhưng mà chắc là nó rồi đây ạ hmm? uh, Cúc chọn một tương đương Duy chọn một Phong chọn một Rồi Vi chọn đoàn số một Hai Long chọn đoàn số một Ok Với câu này thì chính xác là những bạn nào mà giỏi tiếng Anh một chút Hoặc những bạn nào biết thì sẽ biết này Đáp án đúng Chính xác đáp án số một ạ Oh, chết rồi, nó to rồi Hả? Equal, né, equal Ngày xưa mình học Excel là thầy hay nói cái này Khi mà để bia mô tả dấu bằng đấy các bạn Được chưa ạ? Thế nên cái bác này nó sẽ mang nét là dấu bằng Hoặc là bằng hay là tương đương nhất mọi người Do điều cơ tố Kể cả gà Đúng không ạ? Cũng có, nhìn thấy không? Cũng có những cái gì? Những cái công việc mà mà gì đấy ạ? À? Nỗ lực và kết quả nó lại không tương đương nhau Nhá, rồi <laughs> Em không biết nên khoanh lụi À, rồi ok, onaji desu ne Số 1 này, từ đây đọc là Hitotori Ba này sẽ mang, sẽ mang nét là sơ qua đại khái để chưa ạ? Số 3 là mục cư hiểu, là mục tiêu rồi Tài xét sự, không có gì để nói nhé bạn Câu này nói chung là biết thì là biết chơi Mà mà không biết thì là đi, đi thôi cái câu này nhá Rồi, tiếp theo chúng mình sẽ đến với câu số mười lăm ha mười lăm không thể không chuyển được số lại thôi <laughs> rồi ok hai đó y cô rửa dấu bằng đúng rồi đấy ạ ngày xưa hồi mình học excel thầy giáo hay có hay nói cái này cũng như là những cái phương những cái uh, thuật toán hoặc là những cái mà mình phải dấu bằng hay cái gì gì đó hay dùng từ này y cô đấy đó rồi ok nào với câu số mười lăm rồi chuyển sang phần ngữ pháp rồi đúng nào Vinh sàn trào đoàn số một Thơ chọn một Hay à, Ok cảm ơn Duy Sảng thì tô thô đi đấy ạ Chính nó ạ à. Chân sàng chọn đáp án số 1 Quy sàng chọn một Ok Vi chọn một 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 Cấu trúc ngữ pháp gì xuất hiện đây các bạn ơi Các bạn mà đã chọn đáp án Nói cho mình cấu trúc ngữ pháp vậy ạ Bi zano mon dai ni nan nan kudasai Hà chọn một Long chọn một Thịnh chọn một Cúc 1, tháng 1 rồi ngữ mẫu cấu trúc ngữ pháp nào đây mọi người Mai chọn một Khải sang chọn đáp số 1 rồi ok Ồ, vẫn chưa ai comment cho mình mẫu cấu trúc nha cấu trúc N4 này Oanh chọn 1, Thùy chọn một cấu trúc N4 N4 này ha không ai thấy nói gì rồi mình sẽ có cái hỏi thằng nhí ra đúng không và đây là một phần của cấu trúc nhá nhí gì đấy ạ nhị suy tệ đúng không về cái gì đó ah, ok cảm ơn cúc sàng ah, ok cảm ơn trang sáng nhị suy tệ no chính xác ạ visa no môn đại nhị suy tệ no cô tô á show ok đáp án chính xác đáp án số 1 nhé mọi người tại sao lại là nhị suy tệ no thứ nhất này mình đang có cái này là danh từ à và có cái này này là danh từ đúng không chú nằm ở đây nhá về việc liên quan tới vấn đề visa đúng không thì hãy hỏi ở văn phòng nhá ok về việc gì đó chính xác Cấu trúc xuất hiện chúng mình đang có danh từ nhí suy no, cộng với một danh từ khác danh từ hai đầu thành cụm danh từ lớn nhé số 2 là nhí gì đấy ạ rồi ok cảm ơn mọi người số 2 nào số 2, số 3 và số 4 các bạn nhắc lại cho mình cấu trúc ngữ pháp với ạ nhí gì đấy ạ à? nhí totte này, ni shitagatte này và ni kakawatte. Rồi. Ni tsukimashite. Ok, đó là một cái dạng mà khá là hay gặp trong mail, nó đều bằng ni tsuite thôi, đó là về việc gì đó ha. Hay. Rồi các bạn khác nào ni totte, ni shitagatte và ni kakawatte. Nếu không có cô tổ, nếu không có cô tổ thì cái nô no này nó hên. Nếu không có cô tổ thì không cần nô no nữa. Được chưa? Visa no mondai ni tsuite wa Đúng phải, Và nếu không có cô tổ thì thằng số 4 rất có khả năng là cũng ok nhé Cẩn thận giúp mình nhé, được chưa? Rồi, số 2 là đối với, được chưa? Rồi ok, số 2 mình sẽ có ni nhí, nhí tốt tê nó sẽ mang nghĩa là đối với danh từ phía trước này và đằng sau nó sẽ mô tả quan điểm đánh giá dựa trên lập trường của bác này. Được chưa? Rồi ok xong nhá. Số 3 rồi có vi và mai sang có comment giúp mình ni shitagatte. Ni shitagatte nó có hai nét nghĩa, được chưa Một nét nghĩa là càng, càng mô tả sự biến đổi kéo theo. Và nét nghĩa số 2 nó mang nghĩa là tuân theo cái gì đó. Cái kết hợp chúng mình có về hoặc là danh từ nhá. Ok. À, cuối cùng cảm ơn vi sàng cho mình luôn hàng này nhị <Nhạc> kakawatte nó có cấu trúc này luôn nha và đằng trước nó cũng đi với danh từ liên quan tới dính líu tới được chưa? Tuy nhiên với thằng này khi nó muốn đi với một danh từ phía sau thì nó sẽ để dạng là ni ka kawaru chứ nó không dùng với ni ka kawatte no được chưa? Đó, nó sai ở đấy nhá. Rồi ok, tiếp câu số 16. 16 các bạn rồi Hôm nay là chúng ta những cái câu kiểu câu này N2 nhá, nhưng mà nó cũng khá là dễ, câu này câu dễ của N2. Hai. hai, ok. Rồi. À có những câu khó thì chúng mình sẽ cùng nhau gặp lại vào thứ sáu nhé. Của có thể là cô Hiền cả nào, cô Hiền hoặc thầy Dũng sẽ chữa cho mình uh, thứ sáu ha. Rồi, Sơn sàng trả đáp án 2, Diễm chọn 2. 2. Tiếp theo là Ujita à, Tâm chọn 2, à chọn 2. Rồi cảm ơn Vinh Sẵn có con phần cho mình nghĩa tùy vào rồi diễm ứng với các bạn dùng từ ứng cho nó dễ chữ ứng mà. Phong ừ? chọn 2 rồi Vi chọn 2. Các bạn nên dịch là tương ứng ý, thì lúc mà dịch vào câu nó sẽ không bị sai, họ mình không hiểu sai nghĩa nhé Hương chọn đáp án 2, Cúc chọn đáp án 2. Rồi ok, xem luôn nhá. Yama ni noboru toki wa jibun no tairyoku ni Ojita kekaku o tatemashou. -ta rồi dễ quá trời, dễ luôn rồi á. Hay. Rồi dựa theo các bạn dịch cho mình câu này với Câu này sẽ là gì đây nhỉ? Yama ni noboru kỳ wa đúng không? Khi leo núi này. Rồi thì sẽ làm gì? Ni ojita thấy nó chưa? Thì hai đầu của nó sẽ là danh từ và thành một cụm danh từ lớn nhá. Ừ. Khi leo núi thì hãy lập những cái kế hoạch mà tương ứng với thể lực của bản thân ha. Rồi chính xác cả ơn tâm sàng Đấy chưa Rồi Các đáp án khác nào các bạn? Nhí có cái này không? Có cái nhí chưa đây nhí này không? Họ không, không có nha, không có Rồi 3 và 4 thôi nhỉ? 3 thì mình vừa nói rồi, nhí tốt tê nó là đối với nào? Nhí tomonata là cái gì các bạn ơi? Nhị thô mô tạ Nhị thô là gì đấy ạ Rồi cảm ơn vì nhanh quá trời Cùng với càng càng Hãy chính xác Nhị thô mô nát tê Nhị thô tạ Nó sẽ có mang nét nghĩa là càng càng Nó có thể mô tả sự biến đổi kéo theo Nhưng bác này thì nó sẽ hơi thiên Về cái dạng là nguyên nhân kết quả nhé Đấy chưa ạ Rồi Hãy chính xác rồi Câu số 17 ju nanaba. Rồi, cùng với, được chưa ạ? Ju nanaba. Như mình thấy hầu như các cái phần hôm nay sẽ khá là dễ thì mình có thể khả năng sẽ đi nhanh hơn một chút xíu ha. Dori wa nigate daga souji ni nanani jishin Đó, đã ăn mấy đây Đó, Vi chọn đáp án số 1. Sơn chọn đáp án 1. Ameyuki chọn 1. À, diễm chọn 1 dịch là lĩnh vực. Xét về mặt vinh cũng chọn 1 và xét về mặt này. À rồi, Vi có dịch cho mình là riêng về mặt lĩnh vực nào đó, phong chọn đáp án số 1 luôn. Dewari wa nigate daga. Đây là cái vế đầu tiên đúng không ạ? Việc nấu ăn thì tôi nghĩ ra là tôi rất là kém ha Tôi kém nấu ăn Thế nhưng mà Rồi Mai chọn một Thắng chọn một Rồi Duy chọn một Trang sàng chọn đáp án số 1 Nhi kake te wa Có vi gì cho mình rồi ha Chính xác Đáp án đúng của mình là đáp án số 1 Nhưng riêng về mặt dọn dẹp thì tôi rất có Có tự tin Rồi Thằng này cách dùng của nó sẽ như thế nào ạ? Ok Tự tin luôn <laughs> hay Phía trước của chúng mình sẽ đi với danh từ nhá Danh từ nhị cà kiệt thế họ Và vế đằng sau nó sẽ thể hiện những cái việc như là có tự tin này Được chưa ạ? Hoặc là không thua kém ai này Đó nhất là đằng đây là một cái lĩnh vực mà mình rất có tự tin Mình rất là có cái sự chắc chắn về cái lĩnh vực đó là một cái lĩnh vực mình rất giỏi chẳng hạn Nhá Rồi ok Tuyệt vời Hai <laughs> Rồi ok nào cuối cùng nào Nhí yốt tê bạn là gì bạn? Nhí yốt tê Nhi tốt tê ai thôi nhá Mình gặp nó đến lần này lần thứ ba rồi ha Nhi tê tê hoặc nhi nhi tê tê cả nó Hoặc nhi tê tê Nhi tê tê Hoặc là nhi tê cấu trúc ngữ pháp đấy đấy ạ à. Còn nhớ không? Nhi ô tê bạ là gì các bạn nhỉ? Đó Chết rồi đến đến giờ phải vào làm rồi sao á <laughs> Bắt đầu thấy mọi người ao ao dần này rồi cảm ơn vi sàng nhí ớt ạ Vi thì cho mình là tùy vào đằng trước kết hợp với danh từ giúp mình nhá ờ, Đầu tiên thì mình sẽ có cái nhí ớt này không đã Thì nó sẽ có ba nét nghĩa Một là vì Hai là bằng thông qua Ba là tùy vào Được chưa ạ? Thêm cái quá này vô thì nó sẽ mang nét là tùy vào Nhưng đằng sau là những trường hợp cụ thể Ví dụ này Tùy vào mọi người mà có những người chỉ cần ngủ 2 tiếng một ngày đó, thì đây là những cái trường hợp cụ thể Được chưa? Rồi ok, tiếp theo thì số 4 Ok, cảm ơn Long Sảng Số 4 chúng mình có nhí tsuke hoặc là nhí tsukete Cứ mỗi lần Tuy nhiên chú giúp mình cái thằng này nhá Đó là về sau nó thường đi với cảm xúc Đúng chưa? Suy tưởng cảm xúc nha Rồi Đáp án một chính xác Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau để mấy câu số 18 nào Câu số 18 Hãy Ok <laughs> bản nấu ăn đấy câu này hùng dịch sai nha <laughs> hùng dịch sai nha cái này phải là gì tôi thì nấu ăn kém thế nhưng mà riêng về mặt dọn dẹp thì tôi rất có tự tin đó <cười> ok <cười> Hai, ok cảm ơn trang Sa. À, số 4 đang để chống hả bố là cứ mỗi lần nhá hoặc là cái gì cũng lúc nào cũng đúng không nan nan đó hãy à, rồi câu số 18 tám nó chưa có ai có đáp án nào và taわざとじゃなかったじじろうあえてに怪我 怪我をさせたのだからちゃんと謝るべきだあやまるはい, ít nhất là trong một câu ngữ pháp bạn phải đọc hiểu cái câu ấy đã. Đúng chưa nào? Còn nếu mà không hiểu thì thôi coi như là vứt cái câu ấy rồi. Hay, rồi em eh, Misang chọn đáp án số 3. Xuân chọn một, thơ chọn 4 Ủa? Vậy vẻ vân 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 quá nhỉ? Vinh chọn 3, Vi chọn 3, Diễm chọn 3, Cúc chọn 1. Các bạn chọn cái nào thì dịch cho mình nghĩa của cái từ của cái chữ của, của cái ngữ pháp đấy ra. Được chưa ạ? Sau khi có nghĩa ngữ pháp bạn thử dịch vào câu xem có hợp lý không nhá. Anh chọn 1, thắng chọn 1, Long chọn 3. Bắt đầu đấy, thấy không? Đúng câu N2 các khác ha. Nè, rồi. À, Long chọn 3 kết thúc bằng Long chọn ba à? không còn ai chọn đáp án khác nữa à? xem câu nhá. quả gia tụ tức nghĩa là cố tình cố ý đúng không không cố tình này về sau cần nên phải đúng chưa ạ Đáp cả đã vì rồi không cố tình đằng sau này vì đã khiến cho đúng không khiến gì ạ à? khiến cho đối phương tổn thương khi gấu sạt xếp À, nên mình vẫn cần phải gì? Cần phải uh, xin lỗi nghiêm túc tử tế và là khiến cho đối phương bị thương. Rồi vậy thì nào? Nếu nhớ không cố tình vì làm bị thương cho người tận ta... đấy, dịch có thế hợp lý không các bác? Các bác thử dịch cái câu đấy có hợp lý không nếu bạn dịch là tosta da vào đây ạ. Tosta là giả sử nếu mà đúng không? Nếu không cố ý. Vì khiến cho đối phương bị thương Tiếng Việt nha mọi người Tiếng Việt nha Không hợp lý nha Là không cố tình thì hãy đi xin lỗi Nếu mà không cố tình thì mắc gì phải xin lỗi các bạn Ờ đúng không Có hợp lý không các bạn Chết rồi Đi một loạt rồi Đáp án đúng 4 Ủa cái này mình gặp khá là nhiều rồi nhá mà rồi trong cái phần n 2 của en Mô modi thì không có thế nhưng mà đây là một cái ngữ pháp mà chúng mình từ cái buổi livestream đầu tiên chúng mình đã gặp nó và nó cứ xuất hiện đi xuất hiện lại tuy nhưng đúng chưa dẫu nói là nhìn vào câu em quay xe là ba vẫn đi luôn ạ à. <laughs> đúng rồi cảm ơn thơ sàng dù là không cố ý Đúng chưa? Dù là không cố ý nhưng mà vì đã khiến cho người ta bị thương rồi nên cũng cần phải xin lỗi nghiêm túc vào. Ủa? Mọi người? <laughs> mọi người, ơi, dịch thôi mà mọi người. Thố ai à nhá? Dù nhưng. Rồi. Còn số 2 với số 3 này, những bạn chọn số 3 thì sẽ nhìn cho mình. Lại quay xe lần nữa. Nói câu này có khó đâu các bác. Không hề khó. Rồi nào mình sẽ cùng nhau xem nhá câu số 3 các bạn đang chọn 3 thì lý do gì hai lại không được ạ à? trong khi 3 về hai nó giống nhau ạ à, Thối ích tà đạ thối ưu tộ bạn nếu nói tới còn nhớ chúng nó không còn nhớ chúng nó không ạ à? nếu nói tới mâu này em chưa học đen thiệt <laughs> nếu nói đến một cái danh từ phía trước thì đằng sau nó sẽ là một cái gì đó mang tính điển hình nếu nói tới Ngọn núi của Nhật Bản thì là núi Phú Sĩ, để chưa? Hai bác này nó tương đương nhá, thì không có lý gì ba được mà hai lại không cả, đúng không nào? Đúng không? Đó, thì khi mình làm mình sẽ đặt câu hỏi vậy đi. Còn cái này nhé, nếu mà thì câu dịch nó không nó không hiểu, nó không ra nghĩa. Đấy, thế nên là nhiều khi mình nói thật với các bạn là không phải các bạn không biết ngữ pháp, mà nhiều khi các bạn chính cái vấn đề dịch, cái tư duy logic về câu tiếng Việt của các bạn nhiều khi nó cũng bị sai á. Đấy nên là đọc nhiều vào nha, đọc nhiều dịch ra nhiều vào nha các bạn. Rồi, nhớ câu này thật sâu vì nó không khó mà lại sai đúng không? Hai. Rồi được chưa ạ? Câu số 19 nào. Ngữ pháp trả lại sen hết rồi. Nhưng mà nhìn lại đi ra là các bạn sẽ thấy là không phải là các bạn không nhớ ngữ pháp. Mà là khi các bạn dịch vào câu các bạn không không có cái sự logic ra được. Đây cũng là một cái vấn đề khi các bạn làm đọc hiểu các bạn bị sai là vì như thế đấy nhá yeah. có những cái lúc mà mình bị overthinking quá đó hoặc là mình cứ phải đặt đi đặt lại những câu hỏi là ủa thế tại sao cái này lại không đúng thế nó không đúng ở đoạn nào đó nhưng mà đương nhiên là nếu mà đi thi thì sẽ khó có thời gian để mình lọc chắt lọc những cái đấy là kỹ nhưng mà mình hiện tại mình đang luyện thì cố gắng là sau khi mà khoanh bài xong check đáp án thì mình sẽ xem ủa tại sao mà mình lại chọn sai nhỉ mình sai ở đâu nhá yeah. rồi ok, câu này dễ rồi nha 2413. Rồi, các bạn đều chọn là 2413. Chân cũng thế, mi cũng chọn đáp án 1. Rồi 2 4 1 3. Cấu trúc ngữ pháp xuất hiện là gì mọi người nhỉ? 2 4 1 3. 2 4 4 đây, 1 3. Rồi, cấu trúc xuất hiện nào mọi người? Đó, Hùng cũng chọn vậy, Cúc cũng thế. Rồi câu này N3 thôi ha. Để nó vào N2 thì hơi quá nè. Rồi, kê thì chọn 2 4 1 3. Cấu trúc gì ạ? Cấu trúc gì xuất hiện đây ạ? Ha, rồi Sato không biết rằng eh, Rất đông nhân viên đang bất mãn Đối với phương châm làm việc của công ty Rồi, cấu trúc đối với Danh từ nó sẽ đứng ở đằng trước đúng không Đối với cái gì đó thì không thể nào là ố này Không thể nào là nô no này Vì thì mình chỉ có bốn ở đây thôi, đúng không ạ Bốn nó sẽ đi với một ừ? Phương châm thì phương châm gì Thì mình sẽ đi được tiếp với thằng cai xạ Đúng không Phương châm của công ty và nhìn thấy một sự không Có cái gì đó thì sẽ là có cái phương man. Nè, ok chính xác ạ à. À, mình sẽ có này caisà no hồ si nhì tàiô tô chỉ đà này rồi chính xác cảm ơn mọi người chủ ngữ đây đúng không giám đốc không biết việc là gì ạ à? có rất nhiều nhân viên có sự bất mãn với đúng không đối với phương châm của công ty vậy thôi câu này rất dễ nhá chính xác ạ à. Nè, 2, 4, 1, 3, ok Rồi, câu cuối cùng mọi người Câu số 20, cũng dễ luôn Câu này Câu này N3 Coi như N3 đi Hôm nay để này khá là dễ, nó dễ thở đúng không Có thể sang tuần nó lại khó hay sao Nè Hãy Hmm. Hai ok nào. 20人は7人、隣の人と話しているなんて失礼な人だ。うん。おちょっとこれだ。うわ、かわいい。 rồi cảm ơn tâm của người đầu tiên hai bốn một ba hai bốn cấu trúc ngữ pháp xuất hiện là gì đấy ạ <laughs> câu n 3 lại phải nghĩ lâu thế này ạ à, mọi người ấy nhìn cấu trúc nào cái này học chưa rồi châm chân xà hai bốn một ba lâm cũng chọn giống cúc chọn giống cường à, quên hùng chọn giống hai bốn một ba luận ok Mai cũng thế đáp án chính giống như thế luôn. Rồi. Hai vi cũng chọn là 2413 các bạn đưa ra giúp mình cấu trúc ngữ pháp xuất hiện nhá. Khá dễ, ừ, không phải khá mà là quá dễ nhé. Ok. Hai 2413 hầm miêu hồng rồi này, long sàng cũng thế. ok cảm ơn Trang. Chính là nó ạ, à. sai chiêu nhị. Và thì với cấu trúc sai chiêu nhí nên các bạn thể skip được phía trước nó đi về VT đúng không? Hoặc là danh từ no. Mà trong này danh từ no thì không có rồi, mình chỉ có VT được đây là thằng số 2 thôi, vậy thì 2 và 4 nó sẽ đi về nhau. Được chưa? Đang trong lúc hát dự nhí bằng với này đệ mà không nghe không nghe như nào thì mình còn mỗi cái gen gen này ghép vào là hợp lý thôi đúng không nào trong lúc người khác đang hát mà lại không nghe đúng không thì cái nào hợp lý bây giờ ạ trong lúc đang hát hito ga

cái việc mà gì hoặc là cái người mà gì đấy cái người mà mà gì cứ nói chuyện với người bên cạnh này không hề nghe trong lúc người khác đang hát thì là một người ngất rất là để thật lễ để chưa ạ rồi ok đáp án của chúng mình nhá chính xác hai bốn một ba ok hôm nay các câu đều dễ đúng không ạ rồi chúng mình sẽ đến với phần cuối cùng là học tiếng nhật qua danh ngôn nào câu này sẽ có cách dịch là gì đây ạ đó, hôm nay ra là để nó mình nghĩ thấy là nó cũng không quá khó đúng không? Các bạn chỉ đi duy nhất ở cái câu tố ạ y thôi Nhá, thì cái phần này các bạn sẽ nhìn thấy là về cái phần dịch của mình là mình phải thật sự để ý nhé mọi người hmm? Nào câu này sẽ có nghĩa là gì đấy ạ? Jibun như uchikatsu koto ga motomo idai na shouri de Có đó. không? cái việc gì đó này là này cái thắng lợi rất lớn, lớn nhất Ủa không, không, có ai giật được hả mọi người <laughs> Tachimasu à, à, nay bài dễ đi ngủ ngon rồi <laughs> Thấy chưa? Cứ chê là dễ đi nhưng mà hôm bữa nào mà làm thấy sai một lượt rồi tự nhiên thấy Thấy mất tự tin về bản thân ngay Thế nên là phải có cái sự lồng ghép nhé mọi người ạ à. Em đi ngủ đây Đúng không? Ngủ sớm vậy Nào, việc đúng không ạ? Chiến thắng bản thân mình Đúng không? Chỉ bước nhích thật sự Là một thắng lợi Ý đây là lớn đúng không? Ừ, lớn nhất được chưa? Rồi ok, đấy là cái câu thành ngữ của chúng mình ngày hôm nay Chiến thắng chính Minh là chiến thắng vĩ đại nhất Rồi ok Hãy Owarimashou Otsukaresama deshita Hẹn gặp lại các bạn ở thứ tư tuần sau nhá Bye bye Nhớ là thứ sáu cũng vào xem phần livestream của N3, N2 để khó đấy nhá